cái xe bị tung. Tung quanh chợ. Hả? Ngoài cổng vẫn á. Cái ba mẫu đi bùn bên nữa là tung con chó nằm liệt chợ đường luôn. Chó ái màu vàng vàng, trắng phải. Ờ chó mình nằm cái bến thôi chứ thằng cái xe máy của ba bảy đâu. Đi vải mà. Rã thầy tống rồi đổ mạnh về rồi. Tống được mắt luôn rồi chứ. Ôi muốn chết. Cái xe tống con chó chứ. Nhưng mà thở dài vậy.